Quân đội Nhân dân Việt Nam và đảm bảo an toàn cho đồng bằng Bắc Bộ. Tập đoàn Cứ điểm Điện Biên Phủ được tăng cường xây dựng, trở thành một pháo đài bất khả xâm phạm trong con mắt phương Tây. Đầu tháng 12 năm 1953, Bộ Chính trị Trung ương Đảng họp thông qua kế hoạch tác chiến của Bộ Tổng Tư lệnh và quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ. Mục tiêu của chiến dịch là tiêu diệt lực lượng địch ở đây, giải phóng vùng Tây Bắc, tạo điều kiện giải phóng Bắc Lào. Những nẻo đường từ hậu phương lên mặt trận Điện Biên Phủ sôi động từ cuối tháng 12 năm 1953. Bộ đội thuộc các đại đoàn chủ lực, dân công, thanh niên xung phong tấp nập hành quân. Những con đường được mở rộng, làm mới, những kho lương thực phục vụ chiến dịch được bố trí trong rừng. Những chuyến xe chở pháo, vũ khí bất ngờ của Việt Minh lặng lẽ xuất phát. Ta đã huy động một lực lượng lớn chuẩn bị cho chiến dịch, bao gồm 4 đại đoàn bộ binh, 1 đại đoàn công pháo và nhiều tiểu đoàn công binh, thông tin, vận tải, quân y, với tổng số khoảng 55.000 quân, hàng chục ngàn tấn vũ khí đạn dược, lương thực, với 628 ô tô vận tải, 11.800 thuyền bè, 21.000 xe đạp, hàng ngàn xe ngựa, trâu, bò chuyển ra mặt trận. Phương châm của chiến dịch là đánh nhanh, giải quyết nhanh. Dự kiến trận đánh sẽ diễn ra trong 2 ngày, 3 đêm. Từ tối 16 tháng 1, cuộc kéo pháo bằng tay của quân ta bắt đầu, vượt qua chặng đường dài 15 km mới làm cấp tốc từ cửa rừng Nà Nhạ, vượt qua đỉnh Pha Sông cao 1.150 m. Đêm ngày 25 tháng 1 năm 1954, sau nhiều đêm không chợp mắt, quyết định khó khăn nhất trong cuộc đời cầm quân của Đại tướng Võ Nguyên Giáp được đưa ra. Rút tất cả các đơn vị khỏi trận địa và chuyển từ đánh nhanh thắng nhanh sang đánh chắc thắng chắc. Cái này mình nhớ nè. Sáng 26 tháng 1 này hay cực luôn. Bộ chỉ huy chiến dịch quyết định hoãn cuộc tổng tiến công để chuẩn bị thêm và đề ra phương châm mới: đánh chắc tiến chắc. Đúng, đánh chắc tiến chắc. Các đơn vị pháo binh được lệnh kéo pháo ra vị trí tập kết ban đầu và bố trí lại. Các đại đoàn bộ binh tiếp tục củng cố trận địa, bao vây tấn công địch theo phương châm mới. Ngày 3 tháng 3 năm 1954, trước giờ G, Đồi Xanh vẫn là nơi diễn ra các trận đánh ác liệt nhất trước ngày ta nổ súng tấn công Điện Biên Phủ. Khu vực này gồm các đồi 781, 754, 518, 502 nối tiếp nhau tạo nên một bức thành ngăn cánh đồng Mường Thanh với dãy núi Tà Lèng. Tà Lèng à? Để nhằm đảm bảo cho công tác làm đường kéo pháo xây dựng trận địa pháo binh bắn vào Mường Thanh và tạo bàn đạp. Đại đoàn 316 có nhiệm vụ triển khai lực lượng xây dựng trận địa bao vây ở phía đông tập đoàn Cứ điểm Điện Biên Phủ. Wow. Xin chào các bạn, mình là Phước Béo và hôm nay chúng ta quay trở lại con game 7554. Mình không biết đây là phần thứ 5 rồi nhỉ. Lần này là chiến dịch Điện Biên Phủ và mình đánh nhanh, thắng nhanh và đánh nhanh chính chắc. Ở bán Tà Lèn, phía đông Mường Thanh, Điện Biên Phủ, ngày 3 tháng 3 năm 1954, Hoàng Đăng An, bây giờ mình là anh An à, bây giờ mình là anh An. Rồi anh này là anh Vinh đây, anh Hà đâu nhỉ? Đây anh Hà đây. Anh em sẵn sàng đến vị trí phòng thủ. Làm một khí chờ hết đợt đạn pháo của địch. Oh wow 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 wow. Chết rồi anh. Má thằng, thấy không các bạn, thấy không, đồng đội mình vừa đứng đây hết nè. Giây sau là chết rồi. Quá nhanh luôn, không biết chuyện gì mà xảy ra. Không biết mình sẽ ra mình chết nữa. Wow. Má nó giật kìa, mình nó giật kìa, thấy đồ. Đây. Ok,
Đây rồi. Các đồng chí, trên cho một trung đội tiếp ứng. Ôi giời, nhanh quá. Đợi tí anh ơi, em chết mất rồi. Để em hồi sinh đã. Nó nhanh quá. Mọi việc nhảy xảy ra nhanh quá, mình không kịp đánh gì luôn. Ôi giời, nó bắn mình ghê quá. Nó bắn mình ghê quá. Cho. Mình không thấy nó bắn mình. Nó bắn nhanh quá, mình không kịp lại gì luôn. Mình vừa đi ngang qua cái là nó bắn mình. Đó. Nó ở đâu vậy? Ảo thật. Cho. Em vừa ngất cái đầu ra là nó bắn em như một vị thần. Không, đứng chỗ khác mình bắn thôi. Má đứng ghê quá. Ôi dồi, trời, vừa ngước cái đầu lên. Holy fuck. Thế sao bắn? Mình ấy cái đầu lên là trời, nó giả như giả, giả con, giả gạo. Ôi dồi, nó giả mình như giả gạo. Sao mình dám lên được? Ôi phải. Mình thấy rồi, má ơi, nó mờ vậy. Mày núp ở đó. Má, cái này mình chơi vậy. Ủa, lụ đạn. Ủa, lụ đạn chạy. Ngon cái đầu mình, ai vậy? Ngon cái đầu mày lên này. Lũ đạn. Ôi dồi, chạy đâu? Bắn bố là chạy à? Kêu em qua xin ít đạn anh ơi. Đạn bên này không? Trời ơi, mình vừa nhảy lên nó bắn trúng luôn mà, phải thật. Má, mình thấy tụi nó đứng đó đầy không? Ơ, hoàn thành rồi. Ngon. Rồi sao anh? Game đã lưu, ok, lưu là mình vui rồi đó, lưu là mình vui rồi đó. Nhắm vào thằng chỉ huy và thằng thông tin hả? Bên đó luôn, ok. Thằng thông tin và thằng chỉ huy. Thằng thông tin và thằng chỉ thị. Em lấy sọ hàng nó cho. Ok. Báo hả? Ok, chạy anh ơi. Thằng kia, thằng niên này sắp chết đấy. Không chạy được kìa. Chạy anh em ơi, pháo đấy. Hầm ấy hả? Hầm chú ảnh của mình ấy hả? Đây có súng mới luôn à. Trời ơi, các anh em ở ngoài có sao không? Ủa, má súng ở đây đầy luôn. Ok, quay lại vị trí chiến đấu thôi.
khá xa nha, mới xa súng rất đầy thế này. À không, cái cây là cái cây như vậy súng. Sao anh? Em đây. Em đây. Ủa, em vô giới. Thật vô. What? À có đường vô. Sorry anh em, mình ngáo vậy rồi. Trung Liên, Trung Liên, em đây, em đây, em đây, em đây. Đâu, tụi nó đâu anh? Woo, đi đi. Ủa, hết đạn rồi, lẹ vậy. Đừng nhắm được không ta? À, nhắm được mà, ôi dồi ôi. Một viên vô đâu là đủ, một viên vô đâu là đủ. Cho má rồi đấy giật. Giật quá. Súng mà ít đạn mà nó còn giật nữa chứ. Ôi nốt nốt nốt. Ôi núp 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 núp. Sắp chết rồi. Ôi 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 ôi, sao đồng đội mình ngã hết vậy? Đồng đội mình ngã hết rồi kìa anh. Sợ vãi. Theo tôi, ok, theo anh thì theo. Đường đi anh. Em đi theo anh. Mọi lúc mọi nơi. Ủa, có lũ đạn nè. Không lộn được. Trời ơi, nó lại. Gì đó. Mình em đi thôi à, vãi vậy. Gì đây, ô, oh, xuống. Đại liên luôn. À, phê, khẩu này mới gọi là phê nè. Cho bán muối hết, anh yên tâm. Thằng nào lên là em cũng cho nó đi bán muối hết. Anh em yên tâm, em cho tụi nó bán muối hết. Em là An. Ô, ngồi xuống. Sắp quẹo rồi. Ấy, mình còn chưa thấy đạn nữa hả? Phải thay đạn nữa kìa. Tao chơi hết tụi bay. Chết đi. Oh fuck. Này có xin à anh. Ôi anh. Ok, đi theo nó. Trời. Wow. Ôi ê ê ê. Ê ê ê ê. Trời. À, em không sao, không sao, cảm ơn anh. Cảm ơn nhiều, cảm ơn nhiều. Ô, tí nữa là bán muối rồi anh ơi. Sợ vãi. Tí nữa là về bán muối rồi. Mấy anh em đi, ok. Em sẽ dẫn tụi nó đi. Luồn kẻ địch vào chuồng hả? Cái gì mình đọc không kỹ. Đang bận chạy nên là mình không đọc được. Phải gãy mũi tấn công này, không để chúng thọc sườn với chân địa pháo. Không để thọc sườn hả? Ok. Nhạc hay phết. Đi đang tiến theo bờ suối, khoảng một trung đội. Một trung đội luôn là tầm 100 người á.
50 người á. Anh kia sung quá, lao lên như một vị thần luôn. Loạn quá. Thế chưa? Dạ rồi. Ăn được đồng nhỉ. Trời bắn hết đứa này đứa khác lên. Phải thật. Cái thằng này. Phải. Cho tụi bay một trái lựu đạn này. Ôi sáng. Ôi bọn chúng rút rồi, để em lút súng bọn tụi chúng. Nó. Súng đâu, súng đâu, súng tụi mày đâu. Ô phát lỡ tay, lỡ tay. Rồi, súng của tụi nó chơi thôi. Rồi anh Vinh, giờ đi đâu anh? Anh Vinh Hà, giờ chúng ta đi đâu đây? Tăng, tăng, tăng nó lên kìa. Tăng hả? Rồi nhặt khẩu bayoka. Bayoka này, oh yes. Bayoka Việt Nam. Oh yeah, tụi mày xong rồi. Diệt xe tăng địch, xa thế. Ồ, nó xa quá. À mình phải đi theo mấy anh hả? Ok. Bên này, nó lên bên này. Nó lên bên này. Để đó cho tôi ra. Để đó cho tôi. An đến đây, An bao nhiêu ca đến đây. Này nha. Mày. An, sao mình làm ai nhanh? Đang đi đáp sao rồi? Đang địch đến rồi hả? Ok. Em đến đây, anh chờ tí. Anh chờ tí, em đến đây. An đại ca đến đây. Mày rồi, mày đây rồi. Ơ, ơ. Ơ kìa. Ơ kìa. Ủa. Ủa. Ủa sao đó không sao. Giờ thất bại rồi hả? What the fuck. Ủa cái gì vậy? Sao lại không dính? Ô dồi ôi, nó bắn em ghê quá anh ơi. Hello anh da đen, anh còn sống không? Má anh chết, mình nhìn mặt anh cục xúc quả. Rồi em đến đây, viên đạn cuối cùng. Má hy vọng là không bị không bị xịt ngòi nữa. Ok, lần này là dính rồi đó. Nói xịt ngòi nữa chắc mình điên luôn đó. Dùng sơn pháo diệt xe tăng. À mình phải điên đó. À đây đây, súng thần công. Đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi. Mày ngáo hả? Ngáo hả? Chơi bố hả? Ơ quên gì, xe tăng địch mà, quên, sorry. Bắn nãy giờ tốn đạn vậy đúng không? Rồi, nhiệm vụ hoàn thành. Yes. Điều chế đó.
trong 3 ngày từ mùng 3 mùng 5 tháng 3 20 phút thì quét một phát lên cao đỉnh điểm với 3.81 độ xanh được đấy trên điểm phá của ta sau những sau bảo vệ vững chắc tuyệt đối từ đó trở đi vùng phá cũng tấn công lại lên độ xanh được. 24 chiến sĩ trung đội của tôi kể cả các liệt sĩ liên trung đoàn đặt danh hiệu dũng sĩ và huân chương chiến công hạng 2. Đội xanh có thêm gọi là đội huân chương. Ra thế. Đợt tiến công thứ nhất nằm trên đường 41. Him Lam là một trung tâm đề kháng đột xuất ở phía đông bắc tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, gồm một tiểu đoàn địch chia nhau đóng trên 3 mỏm đồi, được quân Pháp ví như một quả đấm sắt, cùng với đồi độc lập và bản kéo hình thành một tuyến cứ điểm ở vòng ngoài che chở phía bắc, tây bắc và đông bắc Điện Biên Phủ. 17:05 ngày 13 tháng 3, pháo binh ta đồng loạt khai hỏa mở màn chiến dịch. Nửa giờ sau, bộ binh ta bắt đầu xung phong mở cửa đột phá khẩu. Ok, mình sẽ tạm ngưng video ở đây. Ok, mình không rõ đây là đây cũng là chiến dịch Điện Biên Phủ. Ok, mình cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like cho nó mình, và mình sẽ làm video tiếp theo là quả đấm thép của chiến dịch Điện Biên Phủ luôn. Wow, chiến dịch Điện Biên Phủ nó khoảng 3 cái luôn nha. Trước đó là trận chiến gang thép đường 4 Tử Thần Cao Bằng Đông Khê nè, Bắc Bộ Phú Hà Nội nè. Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh là cái đầu tiên á. Ủa cái này mỗi năm là một cái nha. Nếu các bạn để ý nè, đây là năm 46 nè, xong rồi đến khoảng 4 năm sau là 1950, xong rồi đến 952, 953, 954. Và qua wow, phải nói thiệt là những anh hùng Vinh Hà An nè sống sót gần mười mấy năm, ba trận chiến ác liệt, biết cả trăm bay cả nghìn người chết mà mấy anh ấy vẫn còn sống. Mình thấy cảm động ghê luôn, thiệt. Nước mắt mình sắp rơi nữa rồi, nước mắt mình rơi rồi. Tự nhiên mình cảm động quá. Thôi, cảm ơn các bạn xem video phéo ủng hộ game này, mình sẽ chơi tiếp. À, nếu các bạn chưa, mình muốn nói thêm cho các bạn là sau khi xong nhiệm vụ chính thì mình vẫn còn đây các chế độ khác nữa đấy. Có chế độ zombie với cương thi nè. Mình thích mấy cái này rồi đấy. Bữa nào chắc phải chơi được rồi. Các bạn sẽ luôn. Đây là 7554. Sống lại những ký ức hào hùng. Các bạn sẽ gặp lại các bạn nhiều lần sau. Bye bye. Chào.